Hello, chào mọi người. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai triển các cái bánh vít này ha, trục vít này. Thì các bạn chú ý là cái trục vít này thì mình phải chia nhỏ từng đoạn ra nhé. Còn nếu mà mình để cả đoạn như thế này này thì khai triển không được đâu nhé. Các bạn chú ý là phải chia nhỏ các đoạn này. Sau đó mình sử dụng các công cụ để mình trải phẳng nó ra và sau đó mình bỏ vào khuôn chấn ha. Các bạn chú ý là đối với trục vít này thì nó dùng cho đẩy liệu rất là nhiều ha. Các bạn nào làm bên các cái ngành chế biến thực phẩm á, thì cái công cụ trục vít này rất là nhiều, phần lớn là mình phải mua ha, vì gia công nó khá là khó, bắt buộc là nếu chính xác thì cần phải có cái khuôn của nó ha, và mình trải nó ra, trải cái sản phẩm này ra này, sau đó mình bỏ vào cái khuôn thì nó sẽ tự động đi theo ha, cái bước xoắn của mình, thì bắt buộc các bạn phải tính toán được cái bước xoắn làm sao cho nó hợp lý, ok chưa? Tính toán bước xoắn rất là quan trọng, sau đó mình chia đoạn nó ra ha, ok, thì bề dày bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái vật liệu mình đẩy nó có cái độ nặng như thế nào ha, và mình chọn cái vật liệu dày cho nó hợp lý. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trải phẳng cái này ra ha. Thì các cái công cụ này thì mình có thể đè body hoặc nó là mình sử dụng một cái miếng này mà mình trải phẳng cho các bạn xem thử ha. Ok, thì ở đây mình sử dụng công cụ directing này, sử dụng công cụ là direct cap body ha. Mình sẽ giữ chọn là cap body và giữ lại body này ha. Còn direct body là chọn từng body, cap là giữ, giữ lại cái body được chọn. Tích ok này. Chưa? Ha, giữ lại body này để mà mình có thể trải phẳng nó ra thì trải như thế nào ha, nhìn rất là phức tạp. Các bạn sử dụng các công cụ trong phần sheet metal này thì nó rất là khó ha, và mình sử dụng áp dụng là surface để mình trải nó ra. Ok, thì đầu tiên mình sẽ sử dụng công cụ là offset surface ha. Offset surface mình dùng offset surface này. Offset surface mình offset nó ra một khoảng là bằng không luôn ha, còn nó giống như kiểu là còn vớt lại cái bề mặt đó. Mình lấy lại bề mặt thôi, rồi sau đó mình hai cái bề mặt, hai cái này đi ha, hai này đi, ok chưa? Mình lấy cái bề mặt này thôi. Ok, đấy thì mình giờ được cái biên dạng mình cần tạo ha, này cần tạo rồi đấy, mình có thể sau này hai body này, đấy body của mình này, đấy thấy không, đó là cái phây mình đã convert đây, và mình sẽ sử dụng thích thích cần để mà gì thích cần để mà mình tạo bề dày cho nó, thì mình sẽ kiểm tra xem bề dày của cái này là bao nhiêu. Bề dày len là bằng 4 này, ok chưa? Rồi bây giờ mình hai cái body này đi, hai cái body này đi, mình sử dụng công cụ là trải bề mặt ha, trải bề mặt ha. Công cụ này thì nó tích hợp mình cũng không để ý là trên phiên bản bao nhiêu, mình đang dùng phiên bản Solid 2020 ha, nhưng bạn có thể áp dụng các cái phiên bản tương đương. Mình sử dụng công cụ là mình sử dụng công cụ trải phẳng surface là surface plan ha, surface plan, ok, công cụ này rất là hay, mình tích vào. Thì đầu tiên bạn chọn bề mặt cần trải này, cần tấm cần trải ha, sau đó mình sẽ chọn vào một cái pole làm gốc, ok chưa? Pole làm gốc này mình sẽ chọn cái pole bất kỳ, được chưa? Pole bất kỳ mình sẽ chọn pole bất kỳ này, ok đấy, thì nó sẽ tự động trải ra, bạn là tích ok này đấy. Sau đó bạn hai cái thằng này đi ha, hai thằng này đi, ok chưa? Đấy, rồi bây giờ mình sử dụng thích cần tạo bề dày cho nó ha, 4 này, thích cần drop control 4 này, mình sẽ thích cần ha, cái nít là khác ha, thích cần mình sẽ chọn là bằng 4 ha, và mình chú ý là cái hướng của nó ha, hướng trên hướng dưới đều được ha, hoặc là hai bên đều được, tích ok đấy. Thì bây giờ mình đã được cái miếng cần trải ha, miếng cần trải cái body gốc của nó này ha, body gốc của nó là như thế này ha, đấy, theo body gốc của nó là như thế này ha, và mình trải ra được nó được như miếng như thế này, ok chưa? Thì các bạn chỉ cần là gì, cái này là mình cắt laser sau đó mình bỏ vào cái khuôn cho nó đi theo bên dạng này ha, gia công cái này cũng khá là phức tạp, bắt buộc mình phải có khuôn của nó. Rồi bây giờ các bạn xuất ra file đế ghép thôi, đế ghép thì bạn sử dụng CLS này, CLS này, ok chưa? Ở đây bạn sẽ chọn là gì ạ? Bạn sẽ chọn là đế chép, đế chép là đây, đế chép ha, đế chép là phải cắt thôi. Rồi bạn đặt tên cho nó là trải phẳng gì đó tùm lum la này ha, tích ok này. Ok thì nó sẽ hiện cho bạn cái thư mục này. Bạn chú ý là các cái thư mục này ha, export nó ra dưới dạng gì? Thì ở đây mình sẽ chọn là file. Sheet metal là bạn sử dụng môi trường sheet metal thì bạn mới chọn ha. Còn đây mình chọn là face, là chọn một cái bề mặt này, lốp là một cái đường biên hoặc là một cái cạnh. Thì đây mình sẽ chọn automatic view là chỉ chọn một cái view bất kỳ. Đây mình chọn face, chọn vào face này. Chưa? Ở đây bạn không cần chọn vào hệ tọa độ ha. Nó sẽ tự động update cho bạn, tích ok này. Thôi không? Đây là chính cái biên dạng mình cần cắt này, tích saver này. Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra này. Kiểm tra file đế chép ha, file cắt ha. Download này. Đây, cắt đầu hồi nãy mình lưu đây ha, đây ha, đây
Mình sẽ mở Solid AutoCAD này. Đây, AutoCAD này. Rang ha. Các bạn chú ý là kích thước cắt là phải là tỷ lệ 1:1 nha. Còn bạn cắt là tỷ lệ 0.5 1 thì chắc chắn là vứt vứt tấm phôi ấy. Chú ý ha, tại vì mình gia công hàng loạt và mình nhân rộng lên. Ví dụ như bây giờ mình cần làm một cái đoạn dài này mất tốn bao nhiêu ha? Tốn bao nhiêu cái linear pattern thì mình kiểm tra này. Trả cái linear pattern của mình. Số lượng là 11 thì mình sẽ cắt 11 tấm như thế này ha. 11 tấm như thế này và mình trải ra thôi. Ok chưa? Đây. Chờ một chút ha. Đây, chính là cái biên dạng của mình ha. Biên dạng mình sẽ cắt cho nó ha. Mình sẽ đo kích thước. Sẽ đo cái biên dạng này ha. Đo một cách tương đối, sau đó mình cắt ha. Đấy, ok chưa? Dán lên máy thôi. Kiểm tra ha, kiểm tra kích thước của nó, kích thước tổng quan ha. Đúng ha. Ok, đấy, đó là cái cách mà mình chỉ cho các bạn để mà có thể làm sao có thể trải được cái thằng trục vít này ha. Trục vít này dùng rất là nhiều trong các cái ngành công nghiệp. Chưa? Yeah.